Chào bạn nhá, mình vừa nhận được cái nồi cơm của cái bác khách gần đây. Nồi cơm này là nồi cơm Panasonic, nội địa Nhật các bạn. Đấy, nó là nó họ nói là không nấu được. Hiện tại mình mở nha, thì đang báo lỗi đây là U15. Đấy, U15. Đây, tôi mở lại cho bạn, mình vô máy là gần như các bạn xem nhá, chia sẻ các bạn luôn. Đấy, U15 có nồi cơm điện Nhật Panasonic ha. U15. Mở lên là báo cái chuông nhé. Đấy thì ở đây trên đây các bạn, anh có một cái nắp nồi hơi nha. Nắp nồi hơi để mình sẽ mở lại cho các bạn xem. Đây mình gỡ ra này. Đó. Ủa trời ơi, rớt xuống dưới rồi, làm gì. Cái này là phải nắp lên trên nha, ở trong này nó có một cái lâm châm các bạn. Lâm châm á, để như công cắt từ ha. Đấy, nó lâm châm nằm trong đây nha. Hoặc là nó đứt dây ở trong đó nha, đứt dây ở trong cái nắp nồi nha. Và cái này là cái công cắt từ, cái lâm châm để cho cái công cắt từ nha, thì nồi sẽ không nấu được. Này là công tắc nồi hơi ha, áp suất hơi đấy. Mình gọi vậy, các bạn gọi như nào thì mình không còn biết. Đấy, và bây giờ là mình gắn lại này, rớt xuống mình gắn lại là nó chạy bình thường các bạn. Này đây này. Đấy, ok chưa? Đấy, này các bạn nào mà dùng nồi cơm nồi địa Nhật là để ý mấy cái nắp này nha. Tháo ra xong rồi quên làm rớt rơi trong đó, xong chạy.